Kính chào quý anh chị thân mến, hôm nay thì em Toki sẽ gửi tới quý anh chị một bức tượng tuyệt đẹp, bức tôn tượng của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Bức tượng được làm theo lối phong cách Kutani Nhật Bản, được người nghệ nhân Nhật Bản trang trí men nổi, vẽ nổi từng chi tiết và ngoài ra thì sẽ trang trí vàng. Bức tôn tượng này thì có kích thước lớn, em cũng xin được nói chiều cao trước đến quý anh chị để anh chị có thể dễ dàng hình dung. Chiều cao của bức tượng này là lên tới 76 cm, một bức tượng lớn rất là phù hợp để anh chị có thể để thờ tự tại nhà hoặc là để ngoài sân vườn cũng rất là đẹp. Thì giờ đây em xin được quay cận cảnh chi tiết để anh chị có thể nhìn ngắm khuôn mặt cũng như là chiêm ngắm dung nhan của mẹ Quán Thế Âm từ khoảng cách gần và anh chị sẽ dễ dàng nhìn cận cảnh để biết từng chi tiết rõ nét hơn của mẹ nha. Thì em xin được quay cận cảnh trước tiên là về khuôn mặt của mẹ Quán Thế Âm, cả nhà có thể chiêm ngưỡng. Với phần ở phía trên đầu là sẽ có một phần tượng vàng ở phía trên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xuống khuôn mặt ở bên dưới rất là đẹp. Và ngoài ra thì cũng có một số anh chị sẽ hỏi em về phần hào quang xung quanh ánh mắt của mẹ. Đấy, rất chi là sẽ được người nghệ nhân trang trí vàng lên để làm theo một cách tôn nghiêm và đúng theo văn hóa Phật giáo của Nhật Bản. Ngoài ra thì bức tượng sẽ được trang trí vàng rất là đẹp nha cả nhà. Em sẽ quay một chút xuống phía phần bên dưới. Trên tay của mẹ thì hai tay bắt chéo nhau, một tay cầm quyển sách. Và văn họa tiết được vẽ men nổi hoàn toàn, từng đường nét vô cùng là tỉa tót và chi tiết. Chúng ta sẽ đi một chút xuống dưới bên phần chân của mẹ nha. Đây, các đường nét vẽ rất là chi tiết. Và em cũng xin được phép quay một vòng tứ diện của mẹ Quán Thế Âm để anh chị có thể chiêm ngắm với gốm Nhật Toki nha. Ở đây cả nhà có thể chiêm ngắm cái phần tà áo ở phía bên hông, từ khoảng cách bên hông rất là uốn lượn này, rồi trang trí vàng. Một bên tà áo thì chúng ta sẽ có đây hình ảnh của chú rồng, bên dưới là vẽ thêm chú phượng và ngoài ra thì có rất là nhiều hoa. Đây là đường nét từ bên hông. Với cả nhà cùng chiêm ngắm một chút ở phía phần đằng sau cũng sẽ được trang trí rất là nhiều hoa văn nổi. Từng cái đường men này thì người nghệ nhân sẽ phải làm nổi hoàn toàn để có thể vẽ được những cái màu sắc như thế này, thì đòi hỏi cái tay nghề của nghệ nhân cũng rất là cao và cũng là mất nhiều giờ lao động thì mới có thể tạo ra một cái tác phẩm tuyệt đẹp như thế này. Một bức tôn tượng với chiều cao lên tới là 76 cm, một bức tôn tượng lớn. Chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh của chú chim phượng hoàng ở phía bên dưới như thế này. Em cũng sẽ quay tiếp tục quay sang bên hông nữa để gửi tới quý anh chị cùng chiêm ngắm phía bên hông này nha. Từ bên hông chúng ta cũng sẽ quay một cận cảnh để anh chị có thể chiêm ngắm với hình ảnh đó là những chú chim phượng và những chú chim gợn sóng hết sức là đẹp. Và em xin được để lại vị trí trung tâm, mời quý anh chị cùng nhìn ngắm lại tổng thể của bức tôn tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát phong cách Kutani gốm xứ Nhật Bản. Và mọi thông tin chi tiết anh chị có thể cùng sưu tầm và giao lưu với gốm Nhật Toki. Mọi thông tin liên hệ thì em xin được phép để dưới phần mô tả. Một lần nữa thì cho em xin được tạm kết video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị cùng với các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của gốm Nhật Toki. Em xin được chào cả nhà.